xăng dầu giảm giá tụt quần để cho anh em chuẩn bị vào mùa gặt mùa cày cấy được cái giá xăng dầu nó rẻ hơn và làm cho cái hiệu quả sử dụng nhiên liệu nó tốt hơn cũng như là cái lợi nhuận nó sẽ được cao hơn. Và rất là hy vọng, mình rất hy vọng là giá xăng, giá dầu sẽ giảm xuống và nó đang giảm một cách rất là từ từ. Trên thực tế thì nó giảm từ từ, còn trên TV thì nó đang giảm rất là hăng hái. Và giảm hăng hái, ai mà muốn mua xăng giá thấp thì cứ lên TV mà mua. Còn ai mà muốn chờ đợi thì hãy chờ đợi dần dần thêm nửa tháng nữa. Giá dầu mạnh tin là nó sẽ giảm xuống một cái mức, tất nhiên là vẫn cao nhưng mà trong khoảng chấp nhận được chứ không phải quá cao như một tuần trước. Và thưa anh em, video này mình chia sẻ cho anh em một cái loại dầu nhớt mà thường xuyên mình có nói, đó là nhớt động cơ Tonegraf của John Deere. Nó một loại thôi mà nó dùng được cho tất cả các loại động cơ luôn, đó là động cơ dầu và động cơ xăng, tức là động cơ ô tô xăng và động cơ ô tô dầu, cũng như là nói chung còn là đặc biệt là động cơ của máy nông nghiệp, máy gặt, máy kéo và xe máy, cũng như là động cơ ô tô xăng nha, cho kể cả động cơ ô tô chạy xăng và xe máy của chúng ta, xe tay ga, xe số đều dùng được cái loại nhớt này. Đó là một điều rất là tuyệt vời và lâu đến giờ thì mình cũng rất mong muốn là tìm được một cái loại nhớt mà chính hãng, cái phẩm cấp rất là tốt, rất là phù hợp ở Việt Nam chúng ta và đặc biệt là có cái chất lượng cao để có thể dùng được cho đa năng các loại động cơ. Và rất là may mắn và rất là vui là động cơ Tonegraf của John Deere này, nhớt động cơ Tonegraf của John Deere là dùng được cho động cơ máy nông nghiệp của chúng ta, là máy kéo, máy gặt, đủ các loại luôn nhé, đủ các loại động cơ dầu và động cơ xăng. Anh em mà mua cái loại, sở hữu cái loại nhớt động cơ Tonegraf này thì đổ cho xe máy vô tư, đổ cho ô tô chạy xăng vô tư và đổ cho động cơ dầu, máy gặt đập liên hợp ấy, máy kéo vô tư luôn, cùng chỉ một loại duy nhất, một thùng duy nhất. Nên là đó là một điều rất tuyệt vời và bản thân mình đánh giá rất là cao về cái chất lượng của động của cái dầu nhớt động cơ của John Deere, và đặc biệt là nhớt thủy lực dùng cho cái hệ thống số và thủy lực của máy gặt đập liên hợp và máy cày máy kéo của John Deere, đó là 2 gác, là dùng đến, người ta quy định đến 1200 giờ mới phải thay. Và rất là vui khi mà có những cái loại nhớt này để cung cấp cho anh em. Anh em có thể truy cập website kỹ thuật máy.vn hoặc nhắn tin cho cá nhân của mình, mình sẽ báo giá cũng như là gửi cái nhớt này cho anh em. Và hy vọng rằng anh em sẽ sở hữu được cái nhớt này để dùng cho cái máy nó tốt. Và đặc biệt những anh em nào mà muốn có những cái máy mà nó chạy ổn định cũng như là nó giữ được cái phong độ thì hãy sử dụng những cái loại nhớt này. Đây là nhớt chính hãng của hãng John Deere nhé, được nhập khẩu từ Singapore, và có một cái giá rất là tuyệt vời, nhẹ rẻ, thấp hơn, phù hợp hơn về cả về giá lẫn các thứ của hãng John Deere. Và đặc biệt ở Việt Nam thì nó cạnh tranh trực tiếp cũng như là phẩm cấp của nó rất là chuẩn, còn cao hơn những cái nhớt của UDT hoặc Dell của Toyota rất là tốt, phẩm cấp rất là tốt, nhưng mà cái giá thì rất là phải chăng. Và đó là một cái sự minh chứng cho cái việc là không độc quyền, chống độc quyền. Và hy vọng là anh em sẽ ở khắp mọi miền, ở cả miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì KTM đều có thể gửi được cho anh em những cái thùng nhớt như thế này, và để cho phục vụ cho anh em có thể chạy được máy gặt, động cơ máy gặt này, máy cấy, máy kéo này, xe máy này, ô tô này, là dùng một loại nhớt này rất phù hợp ở thị trường Việt Nam, rất phù hợp ở cái môi trường nhiệt độ ở Việt Nam. Đó là động cơ, nhớt động cơ Tonegraf và nhớt thủy lực cho hộp số cũng như là thủy lực của máy gặt, là dùng 2 gác của John Deere rất là tốt luôn. Bởi vì là máy John Deere mọi người biết rồi, toàn những cái máy khủng bố kinh khủng, những cái mười mấy tỷ mà nó dùng cái loại nhớt này không. Nên là anh em hãy cân nhắc, và hy vọng những cái thông tin này sẽ giúp cho anh em có những cái quyết định lựa chọn về những cái phụ tùng, đặc biệt là dầu nhớt thì bớt chân tay, nó sẽ mang lại cái hiệu quả kinh tế cho chúng ta, và đặc biệt
quan trọng nhất đó là mang lại tính hiệu quả ổn định của cái máy, lấy lại phong độ của cái máy một cách tốt nhất. Đó là một số cái thông tin ở đầu video của Mạnh, và Mạnh tin rằng dầu xăng dầu trên thị trường cũng sẽ bắt đầu tụt xuống. Đó, và đó là những cái mà anh em máy gặt cũng như máy kéo đang rất là mong chờ. Và một câu nói vui thôi là mọi thứ đang giảm rất nhanh trên TV. Nên là anh em nào muốn mua giá sắp thấp thì lên TV mà mua, còn muốn mua giá giảm từ từ thì cứ chờ đợi là ít nay nó sẽ giảm đi vài nghìn nữa. Hy vọng là như thế. Rồi quay lại với câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay là Mạnh xuất hiện với anh em, và Mạnh cùng với kênh kỹ thuật máy cũng như là anh em trong đội KTM sẽ giúp cho trả lời một số cái câu hỏi của anh em đang thắc mắc. Hôm nay tuy là thứ tư nhưng mà Mạnh xin phép live stream sớm hơn một ngày, bởi vì ngày mai Mạnh đã có một chút việc, có khả năng là sẽ không sắp xếp được thời gian, nên là hôm nay live sớm để đọc các câu hỏi cũng như là gặp anh em nói chuyện cùng với anh em, cung cấp cho anh em các cái thông tin về máy móc, về kỹ thuật để cho anh em nắm rõ hơn, và đặc biệt là đọc các câu hỏi của anh em để trả lời. Hy vọng một phần nào đó giúp được mọi người làm sao đó mà tự điều chỉnh, tự xử lý và tự chỉnh sửa cái máy của mình một cách chủ động, chuẩn và đỡ tốn kém, cũng như là không phải thuê thợ nhiều, cũng như là không phải mua quá nhiều phụ tùng không cần thiết. Và xin chào Nguyễn Đình Lên. Xin chào Hiệp Đông Bắc, sao sớm thế anh? Rồi, xin chào Cường 9B. Xin chào Lê Nguyễn Đình. Xin chào Kiên Chổi Channel. Xin chào Quân Audio. Anh ơi, GL29 và L128 con nào mạnh hơn? Nếu như mà bạn mà cho mình chọn một trong hai con, Quân Audio mà đề nghị mạnh chọn một trong hai con, mạnh sẽ chọn L128 nha. Rồi, xin chào Hạ Lê thì thông báo mình giúp lại. Xin chào Sơn Phạm. Xin giá hai loại anh ơi. Tại thời điểm này thì giá của nước Tone Grass tại kho của kỹ thuật máy nhé. Tại kho thôi, không chưa bao gồm phí vận chuyển. Nhất động cơ là 1.850.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó. Và nhất thủy lực là 2.120.000, cũng chưa bao gồm phí vận chuyển. Chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Sơn Phạm nhé. Sơn Trần thì thông báo mình rút lại. Hiệp Đông Bắc. Nhất động cơ diesel có dùng cho động cơ xăng được không, và ngược lại? Hiệp Đông Bắc hỏi đúng tiêu đề ngày hôm nay. Là chỉ có loại này thôi. Chỉ có loại này Mạnh hiện tại là Mạnh thấy này, Và biết luôn chỉ có loại này, loại Tone Grass này, là dùng cho động cơ xăng và động cơ diesel. Thích dùng loại cho động cơ nào cũng được, một loại duy nhất, có nghĩa là cho động cơ xăng và động cơ diesel, nhưng mà loại này thôi. Còn các loại khác thì Mạnh không khuyến cáo nhé, không khuyến cáo nhé. Vì cái loại này thì người ta viết rất là rõ là sử dụng cho cả động cơ dầu và động cơ xăng. Đó, và cái phẩm cấp của nó thì rất phù hợp, cũng như là phẩm cấp của nó là người ta ghi tiêu chuẩn là CH4, tức là CH4 tức là động cơ dầu turbo, và trên SG tức là động cơ xăng đời cao đó. Nên là chúng ta có thể dùng cho động cơ xăng của xe máy số hoặc xe tay ga đều được. Hiểu Đông Bắc nhá. Nhưng mà chỉ có một loại này thôi, mà anh không cứ khuyến cáo loại khác nhé. Không là anh em là cứ nghĩ là loại nào số dầu cũng dùng được cho xăng là chết đấy. Là anh xin là đính chính một cách rất là rõ ràng là chỉ loại Tone Grass này thì là loại dùng cho động cơ dầu, động cơ xăng thôi mà Mạnh biết. Còn lại là các cái loại khác là mọi người khi mà mua phải hỏi thật kỹ thì mới có thể dùng được. Và bản thân Mạnh là đang dùng cái dầu này cho động cơ xăng và động cơ dầu trên cái xe tải của anh em kỹ thuật máy rồi, thì rất là ok, cực kỳ ngon luôn. Cả động cơ dầu, cả động cơ xăng của xe máy, của xe ở nhà cũng vậy.
là dùng cái dầu nhất động cơ này hết. Nó rất là tiện, nó không phải lo nhầm. Anh em mà có dùng cái thùng này có đổ thì mọi người lại cứ đổ nhầm, nhưng không phải đâu, nó dùng cho hai loại rất là ngon luôn. Thế mới gọi là tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, nó rất là chuẩn đấy. Và nhắc lại mọi người là cái loại này là nhập khẩu của Singapore hết nhé, nhập khẩu của Singapore. Xin chào Sơn Trần, hộp số bơm dàn chân 70 em muốn gắn động cơ 60 được không? 70 mà đi gắn động cơ 60 thì có à, hộp số bơm dàn chân của xe 70 bạn gắn lên máy 60 đúng không? Gắn 60 thì cũng được. Cũng được, hoàn toàn được, nhưng mà đối với động cơ của 60 thì phải mở thêm dầu chút nữa thì nó mới đạt được, mới thoát thải được, nó mới tốt ngon được, không đi nhanh quá nữa không thải kịp. Xin chào Xuân Dương, xin chào Hoa Hà, mạnh nổ không nổ một tí nào Hoa Hà nhé, nổ mạnh gần như chưa bao giờ biết nổ là cái gì. À, không có chém gió, không có nổ đâu, nên là đừng đổ ăn cho mạnh nổ, không có cái gì để nổ cả. Có cái gì thì nói cái đó thôi. Hoa Hà nhé. Và có cái gì mà chưa nghĩ về mạnh thì xin vui lòng là góp ý một cách cụ thể để mạnh cũng như là có những cái tư vấn cho anh em nó chuẩn và tạo cái lòng tin tốt hơn, cũng như cái sự yên tâm cho mọi người hơn. Còn nếu như mà cứ thích cho mạnh gạch đá thì mạnh cũng xin nhận, bởi vì là cũng đang cần gạch đá để làm nhà. Để xây tường. Rồi xin chào Sơn Trần, máy cày thay má phanh có dễ không anh? Máy Yanma 2610. Thật ra thay má phanh thì nó cũng không khó đâu, bởi vì bóc cái cầu hai bên hông ra, không cần phải bóc số đâu, bóc hai bên hông ra là đã chúng ta đã có thể thay được má phanh rồi. Anh Sơn Trần nhá. Xin chào Kha Nguyễn, thay phốt đùi Yanma giống phốt đùi CPT Kubota không em? Cũng gần tương đối giống anh ạ. Kích thước phốt đùi thì không giống, nhưng mà kích thước thì không giống nhá, nhưng mà cái cách làm là giống anh nhá, là tương đối là giống. Xin chào Huy Nguyễn Văn, khi máy hoạt động thì tồn tại trong két nước một áp suất, nhưng khi để nguội máy thì áp suất đó còn không anh? Sao máy em dùng nguội rồi vẫn căng ống lắm, kiểm tra không thấy thổi gió ạ? Nguội rồi mà vẫn căng ống thì nhiều khả năng là có thổi gió nhẹ. Thật nguội thì phải không còn áp suất nữa. Mà nó không những thế mà nó hao nước, nó mới tạo thành áp suất âm được. Nếu như mà có hao nước tạo thành áp suất âm thì nước ở trong cái bình phụ nó mới được hút ngược về bình chính được. Thế nhưng mà nguội hẳn rồi mà của bạn vẫn còn căng ống thì mình vẫn nghi ngờ cái máy của bạn có vấn đề về gió, nên là kiểm tra kỹ xem thế nào. Nó thổi rất nhẹ, quan trọng là nó thổi rất nhẹ, bởi vì nếu như cứ căng mãi như thế thì có thiếu nước nó cũng không thể tự hút từ bình phụ được. Bởi vì nguyên lý cái việc hút bình phụ là từ cái việc mà két nước nó thiếu rồi nó tạo thành chân không, nó bị hững ấy, thì nó mới hút ngược lại được để nó điền đầy cái chân không nó vào cái két nước, nước ở trong bình phụ nó mới điền, nó mới ngược lại, nó điền đầy được. Nếu như mà nó vẫn căng thì không bao giờ nước ở két nó lại hút được ở bình phụ được cả. Chính vì thế nó đang có vấn đề nhé. Huynh Nguyễn Văn nhé. Rồi xin chào Dương Hoàng Văn, anh Mạnh cho em hỏi, máy em Sivora ben điện giờ lâu lâu nâng lên được một cái mà còi của ben điện kêu liên tục, em đấu van điện qua bình thì ben lên bình thường. Đó là mày nghĩ là cái hệ thống dây nhựa của bạn cảm biến nó đang bị chập đầu à? Cái này thì nói thì nó rất là nghe nó có thể chiều tượng, nó hơi phức tạp, nhưng mà bạn có thể làm thế này: rút các cái rắc điện ra, rút các cái rắc điện đến xung quanh cái khu vực đó ra, kể cả ở cái chỗ tay nâng kiếm rồi các thứ đấy, rút ra vệ sinh xong rồi lắp lại xem có được hay không, nhiều khả năng là nó sẽ được. Đó, vì là nó kiểu như nó chập chang thôi, nó lỏng hoặc nó chập chang thôi. Dương Hoàng Văn nhé, nó kiểu chập chang. Xuân Dương,
Sớm với anh tối thứ năm mà anh. À Xuân đương ơi, vì là tối thứ năm, tối ngày mai mình cũng có một chút việc nên là sợ là không có thể về kịp được. Không có thể về kịp được nên là hôm nay mình xin phép sớm hơn một chút để nói chuyện với anh em. Bởi vì mạnh cũng biết là cũng có nhiều anh em cần phải trao đổi và cần phải hỏi một số cái câu hỏi. Và tối nay hay tối mai thì mọi người cũng đã mạnh nghĩ cũng đã có sẵn những cái thắc mắc ở trong đầu rồi. Rồi xin chào Viết Lợi. Thay mã phanh 5018 cô ta như thế nào? Nhỉ, khó không anh giúp em với? Cũng không khó mà bóc hai cái vòng cầu xong bóc cái vòng ở giữa ra là thay được mã phanh. Thay khi mà thay mã phanh thì nhớ là các cái lỗ nó phải để trùng nhau, các cái lỗ to ấy. Viết Lợi phải để trùng nhau để cho nhớt nó đi qua cho nó dễ. Nhớt nó đi qua cho nó dễ không không bị cắn nhớt, để các lỗ trùng nhau, các lỗ to ở trên cái mã phanh ấy. Rồi, xin chào Khang Nguyễn. Em có làm clip thay đùi gian ma chưa? Em chưa anh Khang Nguyễn ơi. Xin chào xóa để quên. Anh cho biết ưu nhược điểm của các loại sới được không anh? Ví dụ như loại sới mật bích, chân sới thường, khu vực Bắc thì loại nào hợp hơn? À trong cái các cái ưu nhược điểm của sới ấy, thì sới thì người ta chia thành nói chung là nhiều loại sới nhưng mà mạnh tóm lại thì có 5 loại, có 5 loại sới. Thứ nhất là sới mật bích 4 lưỡi, sới mật bích 4 lưỡi. Thứ hai là sới mật bích 6 lưỡi. Thứ hai là sới mật bích nhưng mà 6 lưỡi. Thứ ba là sới chân ốp. Sới cái loại gọi là người ta gọi là chân ốp nhé. Chân ốp tức là có một cái chân xong rồi nó cắm cái sới vào cái chân ốp thế này, cắm cái dao sới vào thế này, là loại dao sới chân ốp loại bông sới, tức là nhiều lưỡi và ngắn để sới nước đó. Và loại thứ năm, à xin lỗi, loại thứ tư là loại sới chân ốp loại dài, chân ốp nhưng mà dao dài và thưa. Và loại thứ năm đó là loại sới nước, loại sới nước mà cái sới nó dài như một cái cánh máy bay thế này đó, nó dài đến 2 mét mấy, 3 mét, 4 mét, có loại 6 mét loại sới nước. Thế thì ưu nhược điểm của nó ấy, thì nó cũng có những cái ưu nhược điểm riêng và những ưu điểm riêng và những cái nhược điểm riêng. Thế nhưng mà để mà tóm lại, nếu như ai mà chuyên dùng sới nước, chuyên dùng cho sới nước thì chúng ta nên dùng cái loại sới nhiều dao, thì cái nước nó sẽ, khi mà sới ấy, thì cái đất nó sẽ nhanh nhỏ hơn, nhanh nhuyễn hơn. Thế nhưng mà ai mà chuyên dùng để sới phá có thể là phá cả cái ruộng khô lẫn phá lẫn ruộng nước đó, thì chúng ta nên dùng sới mặt bích 4 lưỡi, sới mặt bích 4 lưỡi nhé đó. Còn ai mà dùng cho cái loại lên lún thì chúng ta ép lún ấy, thì chúng ta dùng cái loại sới chân ốp loại dao dài đó. Còn ai mà dùng chuyên nghiệp hơn là phá rồi ở dùng nước ấy, đặc biệt chuyên cho dùng nước thì chúng ta dùng sới bích, chúng ta phá rồi chúng ta tiếp tục dùng cái sới dài thế này, chúng ta sới phẳng để trả đất. Thì đó là những cái công dụng của sới. Và nói về ưu điểm nhược điểm ấy, thì nó rất là dài nếu mà so sánh 5 loại đó. Thế nhưng mà nó vừa dài mà nó vừa hơi vô lý, bởi vì là mỗi loại cho mỗi cái công việc tương đối là khác nhau, các cái công dụng tương đối là khác nhau. Nhưng mạnh khuyên cho bạn một điều, bởi vì bạn hỏi câu này tức là bạn bắt đầu đang tìm hiểu, thì nếu như mà bạn bắt đầu mua máy và bạn bắt đầu vào thị trường dịch vụ làm đất thì hãy cân nhắc mua sới mặt bích 4 lưỡi để có thể dùng được cho ruộng khô ruộng nước, để phá, để có thể là ép lún, có thể là phá khô, có thể là sới màu, có thể là sới nước, để phá nó lên thì nó sẽ tiện dụng cho bạn hơn, tiện dụng hơn và nó đa chức năng hơn. Còn nếu như bạn mua sới nước thì đâu đó nó chỉ có thể làm tốt ở dưới nước, nó không làm được ở trên khô nữa. Còn sới mặt bích 4 lưỡi thì nó sẽ cho cả trung bình cả hai, nhưng mà nó là làm một từ bước 1 cho đến bước cuối cùng có thể dùng nó, nhưng mà nó sẽ các cái bước càng về cuối thì nó sẽ càng lâu hơn, nhưng mà nó là cái loại sới trung bình nhất để anh em có thể cân đối mua từ lúc ban đầu. Và cái sới đó sẽ dùng lâu cho mọi việc, giống như là sới bước đầu, sới phá hoặc là lên luống hoặc là
ép nó ướt, có thể là lúc khô thì nó hơi chậm hơn một tí, nhưng mà nó là loại trung bình để sử dụng phù hợp cho nhiều công việc khác nhau và nó không bị lỗi thời. Không, xin lỗi, nó không bị lãng quên cho các cái công việc khác, mà đâu tiền đâu đó cái sới bốn mặt bích bốn lưỡi nó sẽ dùng được cho nhiều công việc khác nhau. Đấy, xóa để quên nhé. Mình có thể nói cho bạn một số thứ như vậy thôi, và hy vọng là trong những cái thời gian sắp tới mình sẽ nói kỹ hơn, có thời gian nhiều hơn thì mình sẽ nói kỹ hơn, cũng như là cho mọi người làm cái video cho mọi người xem hình của nó về các cái công dụng của từng loại sới và công việc phù hợp với nó, để mọi người có thể chọn sới một cách chủ động cho công việc của mình. Đó. Và nó còn liên quan đến tốc độ sới này, nó liên quan đến công suất máy này, liên quan đến số dao này, liên quan đến kích thước dao này, việc gì như thế nào, cho cái sới nào thì mình sẽ nói rõ hơn trong một số các video sau. Rồi, xin chào Cường Nguyễn, anh chào chú Mạnh, chúc chú luôn mạnh khỏe để tư vấn kỹ thuật máy cho anh em dùng máy được nhiều hơn. Cảm ơn anh Cường Nguyễn rất là nhiều, cảm ơn anh đã luôn luôn ủng hộ anh. Và lại xin phép là anh em là khi mà chọn những anh người đang xem, nếu như mà thấy ủng hộ Mạnh những cái câu nói đúng thì xin phép là cho Mạnh một like khi đang xem, cho Mạnh một like bằng cách bấm vào cái nút like là được rồi. Xin chào Kha Nguyễn, tay sách máy dàn mà 494, anh chỉ nhớt thay khó không em? Em có làm clip chưa? Anh ơi, 494 em cũng chưa làm clip đó, nhưng mà nếu như anh muốn thay thì thật ra nó cũng không khó đâu, nó chỉ mất chút công thôi, chứ là nó không có cái gì điều chỉnh này nọ đâu. Nhưng mà anh có thể kết nối Zalo với em qua số điện thoại 0398, xin lỗi, 0904 987 558. 0904 987 558, em sẽ gửi cho anh một số các cái bước và các cái lưu ý để thay cái phớt, cái gọi là cái cọng sin của cái tay sách của dàn màng 494. Nó không có khó đâu, nhưng mà vì trong cái khuôn khổ này cần nó, khi nói thì phải có cái hình cho anh em xem, cho anh xem thì anh sẽ hiểu cái cách làm. Anh Khang gửi nhé, kết nối Zalo với Mạnh 0904 987 558 là số Zalo của Mạnh. Đó, còn Mạnh có cái số nữa là 0398 490 986 thì số đấy Zalo bị đầy rồi, nhưng mà anh hoàn toàn có thể cứ nhắn tin bình thường, nhắn tin mọi người có biết cái số điện thoại đó của Mạnh có Zalo thì cứ nhắn tin bình thường, không không có kết bạn được nữa, nhưng mà vẫn nhắn tin bình thường. Xin chào Tuấn Trần, xin chào Gia Cát Anh Thư, anh Mạnh, máy L1 của em ống thở ra hơi, nóc độ nhớt của nó có hơi mạnh, vậy có gọi là độ hơi không? Anh mong anh chia sẻ. Mạnh quá thì có thể, và có khói thì lại càng có thể nữa, nhưng mà tương đối, nhưng mà chưa có khói thì nó cũng chưa đến mức là độ hơi đó, chưa đến mức là nói là độ hơi mạnh hay là làm sao cả, mà ống thở cũng như là nắp độ nhớt thì bao giờ cũng sẽ có hơi, bởi vì piston khi mà nó đi từ trên xuống dưới, nó vô hình nó phía dưới nó cũng đẩy một cái lượng không khí, nó cũng tạo ra một cái lượng sức nén nhất định, thì hơi nó sẽ ngược lên nắp, ngược lên kênh dưới, từ dưới các te ngược lên trên nắp máy, trên nắp của dàn cò thì nó sẽ tạo hơi. Anh ra các anh thư nhé. Xin chào Hiệp Đông Bắc, em thay nhớt máy xong tiếng nổ tự dưng giòn hơn là sao? Thế thì mạnh chịu rồi, vì nhớt mới thì nó thế, nó ngọt hơn thì nó bôi trơn, nó ngọt hơn thì nó giòn hơn, nó điều đương nhiên, hình như là thế. Hiểu đâu bác em. Xin chào Huy Nguyễn Văn, xác định thời điểm phun có chuẩn hay không bằng cách nào vậy? Xác định thời điểm phun có chuẩn hay không thì bằng một cái cách là của máy gì và người ta quy định là bao nhiêu độ. Đó là cái quan trọng, nhưng mà thường ấy là nó sẽ trước điểm chết trên khoảng 7 độ, trước khi mà cái piston nó lên đến đỉnh, nó lên đến cao nhất là nó đang lên lên này nữa, nó còn 7 độ, 7 radian, không phải 7 độ, 7 radian này, thì nó mới
lên hết cỡ thì lúc đó là thời điểm bắt đầu phun, thì đó là điểm chuẩn nhất. Còn cái cách xác định nó như thế nào thì trên ở cái bánh đà hoặc là ở cái phía bu ly của động cơ, cái bu ly quạt gió của động cơ ấy, bu ly trục cơ mà chuyển lên quạt gió với cả máy phát ấy, nó có cái kim chỉ gọi là điểm chết trên của máy số 1. Đó, căn cứ vào cái đó chúng ta đưa cái tìm cái thời điểm phun của máy số 1 của chúng ta, nhìn xem là nó phun chưa. À, là nhìn xem là nó phun bắt đầu thời điểm cái phễu của cái ấy, của cái giá đỡ kim phun thì nó thế này, giá kim phun nó thế này, thì bắt đầu là cái mũi của mình là dầu diesel đây, thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải chùi sạch, chúng ta phải nhúng một lấy cái tay ngoái xuống một cái để cho nó hết hết dầu diesel ở trong cái phễu này. Xong là thấy bắt đầu dầu diesel khi mà quay lên nó ló lên cái mũi của mình cái chỗ này, thế này nó ló lên một cái thế này, đó là thời điểm phun. Nó chỉ cần đang ở dưới đáy ló lên một cái thế này, đây giống hệt này, đấy là thời điểm phun. Chứ nếu không nó không thể đầy lên thế này được, đầy lên thế này nó đã phun từ lâu rồi, mà nó chỉ thế này ló thế này là thời điểm phun. Thế thì mình quay cái trục cơ và nhìn cái chỗ cái giá phun của bơm cao áp, xong đó nhìn ngược lại cái vị trí của cái dấu trên bánh đà hoặc là trên cái bu ly đầu trục cơ ở phía bơm nước để chúng ta xem nó cách bao nhiêu độ, bao nhiêu khất lên cái điểm chết trên là TBC, cách đó khoảng 7 radian, có nghĩa là đầu đó 5-7 vạch gì đó, 5-7 vạch còn tí này nó sẽ lên đến nơi, thì đó là cái thời điểm phun chuẩn nhất, gọi là phun trước khi piston lên điểm chết trên 7 độ. Đấy, khoảng đó gần như máy nào cũng chỉ loanh quanh 7-8 độ thôi, là đó là thời điểm rất đẹp, nó hình nguyên văn nha. Và đâu đó một hôm nào đó mình sẽ có một cái cách, có một cái video để nói về cái cách nhìn cái bơm cao áp để biết được lúc nào là phun. Đó là thứ kỹ quan trọng, chỉ biết cách nhìn bơm cao áp, biết là nó bắt đầu phun, dừng lại nhìn vào trục cơ, đó nhìn vào trục cơ, nhìn vào trục vào bánh đà, khất trên bánh đà hoặc khất trên bu ly để biết được là nó phun ở thời điểm nào. Và cái cách chỉnh trên các cái máy khác nhau, trên các cái loại heo khác nhau, nó như thế nào, heo Kubota thế nào, Yanma nào, heo John Deere như thế nào, thì mình sẽ nói rõ hơn trong các video tiếp theo. Rồi, xin chào Phạm Văn Trường. Rồi, cảm ơn Phạm Văn Trường, anh Phạm Văn Trường rất là nhiều. Hiệp Đông Bắc, anh tư vấn với giá máy bãi lên cao thì có nên đầu tư máy mới không anh? Mạnh thì lúc nào cũng khuyến khích mọi người đầu tư máy mới. Vì là mua máy bãi thì nó thế nào nhỉ? Máy bãi, nhiều con máy bãi tốt, nhưng mà chúng ta phải mua hên xui. Thường là phải hên xui. Còn nếu không thì chúng ta phải mua những chỗ thật sự tin tưởng. Tin rồi thì vẫn còn phải cân nhắc cho kỹ, xem cho kỹ, bởi vì là nhiều khi là không ai nằm trong con máy để biết. Còn cái chỗ mà các cái bãi máy ấy, thì có thể là người ta bảo dưỡng kỹ, nhưng có thể là người ta bảo dưỡng chưa kỹ. Đó, thì chúng ta sẽ là người mà phải chấp nhận cái việc đó. Và thế nên mình nói là hên xui. Còn nếu như những cái chỗ nào mà tin tưởng mà họ bảo dưỡng rất là kỹ rồi và tin tưởng rồi thì ok, cứ mua thôi. Những cái đó ít, ít lắm. Hiểu đúng không bác nhá? Nên mua mới. Mua mới thì dùng nó không phải suy nghĩ nhiều. Chỉ có suy nghĩ tiền lúc đầu nó đầu tư hơi cao thôi. Rồi, xin chào Gia Cát Anh Thư. Anh Mạnh cho em số, hỏi số điện thoại của anh liên hệ mua hàng. Rồi, số điện thoại của Mạnh là 0904 987 558. Đó là số Zalo và có thể kết bạn được, bởi vì nó chưa đầy. Còn một cái số nữa, số Viettel là 0398 490 986. Số Zalo đó thì đó là số điện thoại và số Zalo Facebook. Thì nhắn tin Zalo thì được, nhưng mà kết bạn thì nó đầy rồi. Còn Mạnh thì để tin nhắn một cách hoàn toàn là không có hạn chế ai cả. Mọi người có thể nhắn tin thoải mái mà không cần kết bạn. Xin chào IACC. Máy em lờ máy cày
Máy em cày một ngày, sáng đến tối, sáng hôm sau thấy bình nước phụ bị cạn. Có nguy hiểm không? Hay là nó bình thường vậy? Máy em L1. Đầu tiên ấy, cái câu đầu tiên của Mạnh khi mà nghe bạn nói như vậy là chúc mừng bạn. Vì cái máy của bạn nó chưa bị thổi gió. Nó không bị thổi gió. Thôi xin lỗi là Mạnh nói từ trưa thì nó hơi không được chính xác, mà nó phải gọi là không bị thổi gió. Và hy vọng là nó sẽ không bị thổi gió trong suốt quá trình bạn sử dụng. Bởi vì máy của bạn nó không bị thổi gió thì nó mới còn, khi mà máy nó nguội ấy, qua đêm nó nguội ấy, nó mới tạo cái áp suất âm ở trong cái két nước chính. Áp suất âm là gì thì nghe nó hơi tương tự, hơi lý thuyết, nhưng mà thực tế là cái việc cái nước nó đang đầy thế này, nó đang đầy thế này mà nó bị bay hơi ra ngoài do quá nóng, hoặc nó bị tràn ra ngoài do một cái lý do gì đó, hở gì đó ở trên nóc, hoặc là nóng quá, tường nóng quá, nó bay ra ngoài, nhưng mà cái nóc nó vẫn kín, nó chỉ mở ra chứ nó không hút vào được, thì nó nguội. Cái vì nước nó sẽ dâng lên, nó giãn nở vì nhiệt mà đó, rồi nó hơi nó căng, thế thì nguội cái nó tù xuống đó, tù xuống thế này thì nó sẽ tạo một cái không gian trống ở trong cái lòng này, và nó có áp suất âm. Thế thì từ đây cái nắp cái nước nó sẽ mở một cái van chân không ở giữa cái két nước, ở giữa cái nắp ấy, nó hút ngược từ bình nước phụ, từ cái nước này nó tụt xuống thì nó hút ngược cái nước của bình nước phụ vào để tự điền đầy nó, thì cái máy nó không bị thổi dòng, nó mới làm được. Đầu tiên là như thế, cái máy nó kín bằng mấy, hệ thống két nước ngon bằng mấy, ngon bằng bao nhiêu, rồi cái ống nước mọi thứ nó kín bao nhiêu mà nó bị thổi dòng, là không bao giờ nó hút lại được, điều đầu tiên. Thế nhưng mà cái máy của bạn mà nó cứ lâu nào nó cũng bị hao, thì chứng tỏ cái máy nó đang bị nóng máy, và đâu đó cái hệ thống co cúp của bạn chưa thật sự kín, mà lúc mà nóng lên nó giãn nở, nó bị hơi nước nó bị bay đi nhiều. Tất nhiên là máy nào nó cũng sẽ bị như thế, nên là ít hay nhiều thôi, nên là người ta máy mới người ta mới thiết kế cái bình nước phụ là lý do như vậy. Bởi vì nước nóng là nó bay hơi lung tung, không kiểm soát được, hoặc là có thể nó bay qua nắp cái nước ra bên ngoài. Bởi vì nắp cái nước nó giống như cái nồi áp suất ấy, nó bay ra bên ngoài thì nó sẽ hao nước. Thế nhưng nếu nó hao nhiều quá thì cái máy của bạn đang trong tình trạng là nóng hơn bình thường. Chính vì thế là bạn nên làm sao vệ sinh cái nước này, vệ sinh sạch sẽ bên ngoài thôi nhé, tăng dây cũng ra gặp gió này, rồi vệ sinh bên ngoài xung quanh nắp bướng, rồi thông gió cái nước làm sao nó tốt rồi, để cho nó làm mát tốt hơn, thì nó sẽ giữ được cái phong độ của cái máy ngon hơn. Và một lần nữa chúc mừng bạn là cái máy của bạn là máy không bị thổi gió bạn nhé. Khi mà anh em mà đi mua máy, nếu như mà đi mua máy cũ ấy, nếu như mà kiểm tra được máy nó không thổi gió là một cái thành công đầu tiên. Mua máy về nhiều anh em khổ lắm, mua máy về nó thổi dòng tét khói ấy, rồi nó xì, rồi nó đổ hơi mà đâu biết đâu, bởi vì là bị lẻ, bị nhiều cao thủ trong ngành lẻ là nhất đặc, rồi thứ hai là nhét cái mút vào trong ống thở này, đóng hoặc là bịt ống thở lại này, nhiều trò lắm. Đó, nên là đi mua máy ấy, thì thử đổ máy cho nó lâu vào. Đừng có thấy để lên en đấy, máy này ngon đấy. Thì dễ là ăn cả đống. Nhưng mà nhiều anh em thì cũng có tính là hơi vội, hung hăng đi thử máy, mua máy cũ mà cứ nổ lên gà ầm lên, xong rồi tắt máy thấy ngon, phải nổ lâu vào. Cứ đầu tiên cứ nổ nhé, cứ gà to lên, cứ đầu tiên nổ một cái thì tất nhiên đang gà nhỏ rồi, nghe tiếng có tiếng động không, gà to lên, cứ để thế, đi xung quanh ngắm nghía,
ngắm nghía rồi chắp tay sau đít rồi nghe ngóng cẩn thận nhìn ngó, cứ để cho máy nổ cho nó lâu vào, cho nó nóng vào đó, xong đó gà nhỏ lại tắt đi, bật lên để nghe gà nhỏ đó. Đấy, tắt đi bật lên gà nhỏ lại rồi từ từ xem là tình trạng nó thế nào, ống thở ống thét sờ vào xem là nó có khí ra không. Ống thở là luôn luôn phải có cái một cái lượng khí nhất định nó đi ra, bởi vì thế nó mới gọi là ống thở. Mà nó chả thấy cái gì thì phải xem cái ống nó có thông. nhiều khi mà anh thấy có những cái chiều oái oăm lắm anh em, nhiều người có than vãn kể lại với mạnh là đi mua máy rồi mới thấy phát hiện ra là bị là nó thế này bị nó thế kia. Thì hy vọng là nhân cái câu hỏi của bạn có máy L máy cày có một cái máy cày L1 mà nó qua đêm nó bị hút nước ngược lại, thì mạnh nói thêm một chút về cái câu chuyện về máy móc nó như thế. À, để cho anh em khi mà chúng ta định tìm mua máy ấy, mà chủ động ít nhất là cũng có một cái vài cái kỹ năng nhất định, một vài cái người ta gọi là cái cẩm nang cầm tay để thử máy. Cẩm nang đó chả là cái gì ngoài cái chuyện là cứ nổ máy lâu vào cho nó nóng lên, máy mà nóng là mọi thứ nó sẽ ra đó, mọi thứ nó sẽ thấy. Cứ nổ được máy lâu là mọi thứ sẽ thấy, máy cũ còn máy mới, còn riêng là máy mới thì khỏi cần phải quan tâm. Quan tâm là ông đó là ông nào đấy, ông ấy cung cấp dịch vụ thế nào, có vậy thôi. Ông ấy làm hồ sơ hợp đồng cung cấp dịch vụ rồi bảo hành bảo dưỡng thế nào, là ai, có vậy thôi. Nhưng còn không, mua máy mới thì được một chọn lựa gì nhiều, nhiều khi nó không máy mới thì chọn thì cũng chỉ loanh quanh thế thôi, nó giống nhau. Rồi, xin chào Hiệp Đông Bắc. Cái nắp bình phụ bị hở có ảnh hưởng gì đến việc hút nước quay lại cái nước không? Anh, bình phụ của em thủng ở trên gần nắp ấy. Thủng ở nắp thì chả vấn đề, nhưng mà thủng ở dây là không được, là không bao giờ hút được. Thủng ở cái dây nước mà từ cái nước xuống bình, từ cái nước trên này xuống bình phụ đây mà thủng cái dây này thì là không bao giờ hút được. Nhưng mà cái miệng của bình phụ nó có hở ra mà cái dây nó đang chọc xuống dưới nước ấy, thì nó cũng ok, nhưng mà cái dây là không được thủng. Hiểu đúng bác nha, thủng là không thể hút được. Và xin chào Sơn Đương Nguyễn. Máy cài em từ lúc lắp đồng hồ nhiệt thì chỉ lên hơn 60 độ trở về, không có nắp két nước, không có bình nước phụ, có sao không anh? Kiểm tra nước nhớt thường xuyên. Nói chung là nên lắp nắp két nước, cho dù là nắp kín hay không thì cũng nên có nắp để tránh trường hợp là bụi bẩn nó vào trong két nước, nó sẽ làm tắc bịt két nước thì chúng ta sẽ lãnh hậu quả. Nắp nó lại, nắp cái két nước lại, mua một cái két nắp bình thường thôi, nắp nó lại nha, đừng có lấy cái gì tịt bịt, đừng có nhiều người lấy túi bóng bịt nắp cái nước là không đúng rồi, không sai hoàn toàn, nhưng mà nắp nó lại đó nhá. Xuân Đức Nguyễn nhé, cố gắng đi. Còn nhiệt độ như thế thì vẫn chạy rất ok rồi. Rồi xin chào Hùng Khắc. Anh ơi, cửa tiền tầm 300 nên mua máy 4018 mới hay mua máy 6040 cũ hơn anh? Nếu như mà bạn mua cửa tiền của bạn tầm 300, tốt nhất là bạn mà cân nhắc, mạnh khuyên bạn nên cân nhắc máy John Deere 3036, John Deere 3036E thì nó sẽ có cái hiệu quả hơn. Đó, hiệu quả hơn là 4018. Còn bạn nói là mua 6040 cũ thì tùy việc của bạn. Bạn đang từ 4018 bạn nhảy một phát lên 6040 thì mày cũng không hiểu là cái ý đồ công việc của bạn cho cái máy là thế nào. Nhưng mà nếu như mà đã xác định cửa tiền là khoảng đó thì nên cân nhắc giữa 3036E John Deere, bởi vì cái máy nó có nhiều ưu điểm lắm, hơn 4018 nhiều thứ lắm, thì bạn nên cân nhắc. Còn giữa 4018 và 6040 thì mạnh không có bình luận vì nó khác nhau quá nhiều. Cho dù 6040 là máy cũ
Nhưng mà hãy xác định rằng 6040 là máy lớn, bạn phải làm những cái việc nó khác và những cái sử dụng nó khác so với 4018 bạn nhé. Thế các cái công việc nó ngầu hơn, nhưng mà cái tất nhiên máy lớn cái lượng tiêu thụ nhiên liệu thì nó lớn lắm, nên là tùy cân nhắc cái độ sản xuất năng suất của bạn nó như thế nào. Rồi, xin chào Đức Hiền Lê. Máy em tài xăng bằng mới sao piston bị vỡ rãnh vậy? Tài xăng bằng không đúng. Một là quá lỏng, hai là quá chặt so với rãnh của piston. Đó, nó phải có tiêu chuẩn. Mình cũng có làm một cái video nói về cái tiêu chuẩn về cái khe hở giữa rãnh piston và cái xi măng nó là bao nhiêu. Xong rồi cái khe hở của cái xi măng này khi mà lắp vào trong cái nòng xi lanh, lắp vào trong cái nòng xi lanh thì nó đang hở bao nhiêu thì nó phải chuẩn thì mới được, nó phải đúng như thế. Chứ bây giờ mà bạn nói thế thì mình không thể phân tích được cho bạn là nó từ đâu. Nhưng mà cơ bản là có hai cái thông số để làm cho cái xi măng nó hợp với cái piston ở chỗ đó và cái nòng xi lanh, là hai cái thông số đó. Thứ nhất là cái khe hở giữa cái xi măng và cái rãnh là bao nhiêu lúc mà lắp vào bạn phải biết. Hai là cái khe hở khi mà xi măng nó cho vào cái xi lanh, nó cho vào trong này thì nó cái mép hai cái này nó gặp nhau, cái độ khít của nó là bao nhiêu, độ hở của nó là bao nhiêu đó bạn nhá. Tùy theo từng máy nhưng mà cơ bản là nó sẽ có một cái thông số nhất định, thì bạn phải có biết cái đó thì mới có thể phán đoán được. Đó là hai cái nguyên nhân cơ bản này, còn nhiều nguyên nhân lắm nhưng mà đó là hai cái cơ bản. Xin chào Thiên Đông. Máy mình bị nhất động cơ và hộp côn thì xử lý sao? L125 chỉ có bóc máy, bóc đôi ra. Đây là cái động cơ, đây là cái hộp côn. Đây là cái bộ động cơ. Đó. Đây là cái hộp côn này này, động cơ này. Thì tách đôi nó ra thế này. Tách đôi này. Rồi thay thay phớt trục cơ. Bạn nhé. Rồi, hiệu Đông Bắc sao máy kéo móc cầu đẩy lại chở ngang ô tô vậy anh? Tầm 40 cửa chở ngang ô tô hơn 100 ngựa. Chở ngang ô tô hơn 100 ngựa. Ô tô hơn 100 ngựa thế ô tô tải lớn đấy hả? Ý của bạn là ô tô tải cỡ 13 tấn đúng không? Ô tô tải tầm mười mấy tấn thì nó mới hơn 100 ngựa được. Còn cái ô tô tải thường Hoa Mai với cả Taco ấy thì nó mấy chục ngựa thôi. Đó. À, nó cũng cao đấy, nó cũng cao. Xin lỗi là nó cũng cao ngựa đấy. Nhưng mà cũng mấy chục, 80-90 ngựa, 70-80 ngựa. Thế nhưng mà để giải thích cho bạn Hiệp Đông Bắc biết là tại sao cái móc cầu đẩy tầm 40 ngựa. Ví dụ như của máy 4018 hay là của máy, đặc biệt là máy John Deere 5040 40 ngựa, nhưng mà đó là một sản phẩm mà có cái động cơ chất chất như cục đất, chất cực. Nhưng mà thôi thì 40 ngựa nó vẫn móc cầu đấy, nó vẫn chở được một móc to tầm 10 tấn, nó đi phẳng phẳng. Thế nhưng mà nó khác nhau ở cái chỗ là cái ô tô ấy thì người ta thiết kế cho cái công suất, ở mức di chuyển rất là nhanh đấy, cái mức công suất cho một cái tốc độ di chuyển cao nhé. Thì nếu như mà so sánh cái máy 40 ngựa mà nó đi ngang với cái tốc độ ô tô 100 ngựa mà bạn nói là chở ngang nhau thì máy 40 ngựa không bao giờ đạt được cái tốc độ đó. Đó, không bao giờ đạt được cái tốc độ cao như thế, bởi vì tốc độ càng cao thì công suất càng lớn, phải lớn thì mới có tốc độ cao được. Ở cùng một cái trọng tải mà muốn tốc độ cao thật nhanh lên thì bắt buộc công suất phải to, phải lớn lên. Đó. Thế thì đó là sự khác nhau. Nếu như mà máy 40 ngựa mà kéo một cái móc cầu đẩy mà đi nhanh như là ô tô tải chạy một cái cùng trọng tải thì không bao giờ nhanh bằng, mà chỉ nhanh bằng 1/3 cái tốc độ của xe ô tô thôi, cùng cái trọng tải nhá. Chính vì thế nên là
nó vẫn kéo được nhưng nó sẽ đi chậm hơn 1/3, ít nhất là như vậy. Thì từ đó chúng ta suy ra là cái ô tô nó chạy được khoảng 50 km/h thì cái máy cày mà kéo những cái trọng tải như thế nó chỉ đi được cỡ 15 km/h đến 20 km/h là cao rồi. Còn cao hơn nữa thì đâu đó có thể đi được 30 km/h thì nó phải là như thế. Còn ô tô mà nó ra hết cỡ thì nó cũng phải phóng một vù chứ. Mọi người thấy xe tải nó đi nó phanh không kịp và Mạnh cũng là một người mà bị nạn nhân của cái việc cái đứng trước cái xe tải mà nó phanh không kịp, nó đá đít cho một cái là người với xe là bay ra giữa ngã tư luôn. Đứng ngã tư chờ đèn xanh đèn đỏ mà nó đá đít cho cái bay ra giữa ngã tư luôn. May là đứng đầu tiên, cái xe tải to thì nó sút cho cái vì đi nhanh quá nó phanh không kịp. Đó là cái giải thích ngắn gọn cho Hiệp Đông Bắc, hy vọng bạn có thể hiểu được là cái tốc độ nó không nhanh bằng được, nó chở bằng đúng bởi vì là nó đi chậm. Rồi, xin chào Tuấn Lê, nhất đó có thay cho máy cày Isaki TS 3110 ở hệ thống thủy lực và cầu số 0 cho xin giá. Nhất John Deere hoàn toàn 2 gác, nhất John Deere 2 gác đây. 2 gác có hoàn toàn có thể thay được cho cầu số, cầu trước, cầu sau, hộp số của máy Isaki. À, anh nhá, và giá là 2.120.000 một thùng 20 lít. Rồi xin chào, đó là giá mà chưa bao gồm phí vận chuyển nhá, chưa bao gồm phí vận chuyển 20 lít. Xin chào Vui An, cho mình hỏi máy gạt 70 của mình đề hơi khó nổ là sao? Bình khỏe à? Hơi khó nổ nhưng mà tốc bình khỏe, nhưng mà tốc độ đề nó có cao không anh? Tốc độ đề nó có phải thì lúc đó Mạnh mới phán đoán cho anh được. Còn nếu tốc độ đề nó chậm, nó cứ nó cứ nhây thì anh xem lại cái dây điện tiết mát cũng như là độ chắc chắn của cọc bình, độ sạch của cọc bình và dây điện mát từ cực âm đến cho đến thân lốc động cơ luôn nhé, chứ không phải là xuống cái sắt xi đâu, cho đến máy thân lốc động cơ xem là nó có ổn không anh Vui An nhé. Nó không ổn là nó tiếp mát kém thì nó truyền điện nhỏ, truyền cái dòng nhỏ thì cái đề nó quay nó chậm anh nhé, anh Vui An nhé. Xin chào Nguyễn Văn Lương, anh cho em hỏi màu của hai loại nhớt này được không? Màu của hai loại nhớt này hả? Một thật ra là khó, Mạnh thì có gì đó nó khó mô tả màu, rất là khó mô tả màu, nhưng mà một hôm nào đó Mạnh sẽ dùng cái ca giống như cái này, giống như cái kiểu này đấy, giống như kiểu này Mạnh sẽ quay phim chụp ảnh rất là nét để cho mọi người phân biệt cái màu của cái nhớt này đây. Còn mô tả cái màu thì khó mô tả lắm vì là tông gì như thế nào thì nó khó nói. Rồi một video sau Mạnh sẽ quay nét hơn, bởi vì cái này đang phát trực tiếp thì bằng cái cam đứng trước nên là nó không nét đâu, nên là nói nó cũng như là quay nó khó lắm, nó sẽ không rõ ràng để cho mọi người phân biệt được cái màu của nó. Nguyễn Văn Lương nhé. Rồi bạn có thể theo dõi ở các cái video tiếp theo. Xin chào Đinh Đình Vang Vũ, chú Mạnh có mua hộ tôi một dây cái đó em có rồi, có mua rồi anh nhá, có gửi cho anh rồi, em gửi cho anh rồi anh nhá, anh yên tâm là ít hôm nữa anh sẽ nhận được. Rồi xin chào anh Mạnh, xin chào Thành Cơ Khí, anh Mạnh ơi, thanh kiếm máy em hạ xuống nhưng lấy tay giơ lên được là bị sao, mong anh trả lời giúp. Là bị hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, vì là máy kéo người ta thiết kế như vậy, thiết kế là cái thanh kiếm nó cầm nhấc lên được. Tại sao người ta lại thiết kế như thế và tại sao Mạnh gọi đó là hoàn toàn bình thường? Thì tất nhiên người ta thiết kế như thế thì Mạnh nói là bình thường, còn nếu như cái thanh kiếm của cái máy nào ấy mà không cầm tay mà không nâng lên được ấy, thì máy đó không bình thường. Vậy thì tại sao lại như thế, nguyên nhân nào người ta thiết kế như thế? Thì bạn hãy tưởng tượng thế này, khi mà bạn đi sới, mà bạn đi sới mà bạn sới cái chỗ gập ghềnh hoặc là cái rãnh đi qua cái các cái vạt
hoặc là các cái bề mặt nó không bằng phẳng. Tôi nói vậy đi xuống ruộng thì chả ai mong được, đừng có nói là cái máy nó đi cho bằng phẳng, gần như không có đâu, nó phải lên nó xuống nó thủng cái. Thế thì khi mà nó cái bánh xe nó tụt xuống cái hố khống một cái, đúng không ạ, thì cái sới nó phải ngồi trên cái mặt ruộng, tức là sao, nó không được tụt theo, nó không được rơi. Nó mà rơi xuống, nó mà tụt sâu xuống thì cái sới nó đào một cái hốc sâu hóm xuống thì máy nó sẽ chết máy vì lực nó quá lớn đấy. Thì sới nó giống như kiểu là cái bánh nó, cái máy nó tụt xuống thì cái sới nó sẽ tự nó chạm xuống đất và nó nhấc lên đấy, nó ấn xuống đất thì nó nhấc, nó nói thế nào nhỉ, cái chiều lên nó không bị khóa, nó tự nâng lên như thế, trong khi thủy lực của mình điều khiển nâng lên hạ xuống bằng thủy lực, đúng không ạ? Thế nên là chỉ có nâng lên thôi, còn hạ xuống là tự tự mở van và tự cái tay kiếm nó tự xách lên được, nghĩa là xi lanh đó nó chỉ một chiều thôi và chiều kia nó tự do hoàn toàn bằng cơ khí luôn đó. Chính vì thế nên là nó mới làm máy, nó phù hợp với cái công việc là sới hoặc cày kéo, đặc biệt là cái việc cày nữa. Cái việc cày mà tự nhiên đang kéo 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 cái nông cụ mà cái máy nó nghiêng một cái, mà cái nông cụ mà cái cày mà nó lại sụp xuống dưới đất, thì nó sụp xuống dưới đất một cái thì máy chắc chắn nó chết tắc tịt, khiến thế không được các bạn nhé. Thì cày nó đâu đó nó chỉ hơi nhẹ xuống một tí thôi, còn đâu là xuống cao thì cày nó tự nâng, nó tự ấy, nó tự nó không bị theo cái máy. Nói thế nào nhỉ, nó hơi chiều tượng nhưng nó kiểu thế. Thì nên là hoàn toàn là bạn có thể nâng cái kiếm lên được một cách bình thường, và hãy nghĩ rằng đó là bình thường đó. Xin chào Thái Võ, máy chạy một thời gian làm như có như mỡ bò trên nắp két nước vậy anh, máy mở nóng là có gì mở anh, làm như có mỡ bò trên nắp cái nước. Thế thì cái chắc cái nước của bạn nó kém quá rồi, thôi thay nước, thay bằng nước xanh tử tế, đừng có lấy nước ao, đừng có lấy nước giếng nha bạn nha, thay nước xanh tử tế, pha trộn đàng hoàng, không là hỏng hết đấy, cắt kẹt hết lớp máy chết đấy. Rồi Xuân Đương Nguyễn, xin hỏi anh máy em khi vào nửa phanh nghe nó kêu, khi giẫm hết phanh thì không kêu nữa là vì sao? Nó có một cái thế này, cái nhớt là một cái rất quan trọng để cho cái máy nó kêu, cái phanh nó kêu hay không. Nhớt là một thứ đặc biệt quan trọng đó, cho cái phanh nó kêu, bởi vì là cái vật liệu làm đĩa phanh ấy, cái fit, cái vật liệu làm ma sát của cái đĩa phanh ấy, nó phải hợp với cái môi trường nhớt đặc thù của nó, thì nó mới làm cho cái đĩa phanh nó ít kêu hoặc là nó không kêu đó. Thế chính vì thế nên là người ta mới suy ra là các cái loại nhớt thủy lực hộp số của máy cày máy kéo là những cái nhớt đặc trưng riêng biệt, đặc trưng riêng biệt nhé, mà vừa cho thủy lực, vừa cho hộp số, vừa cho cái ma phanh của cái máy, thì nó mới hợp. Kể cả máy gặt, hộp số máy gặt cũng vậy, cái ma phanh lá phíp đĩa phíp người ta chế tạo bằng cái vật liệu gì thì người ta sẽ tùy chọn những cái phẩm cấp chủng loại nhớt phù hợp cho nó đấy. Thế nên là nó mới suy ra là các cái nhớt nó của máy cày máy kéo máy gặt thì cứ thế mà lắp cho máy cày máy kéo máy gặt, còn của máy xúc thì lắp cho máy xúc, thay cho máy xúc, cho dù là máy nào nó cũng thủy lực cũng hộp số, nhưng mà nó lại tùy theo cái hệ thống phanh đó nữa, rồi các cái sự số lượng cũng như là cái tần suất của bánh răng ở trong hộp số nó nhiều hay ít, tốc độ quay nó lớn hay nhỏ, để chọn các cái loại nhớt phù hợp. Và cơ bản là câu hỏi Xuân Đương là mày nghĩ là do nhớt. Rồi xin chào Khang Nguyễn. Cảm ơn anh nhé, cảm ơn em nhé, chúc đại gia đình mạnh khỏe. Cảm ơn anh Khang Nguyễn rất là nhiều. Xin chào anh Vương Vũ, lâu lắm mới gặp anh Vương Vũ. Cảm ơn anh, một người anh rất là chân tình, cũng rất là yêu máy. Xin cảm ơn anh và chúc anh
luôn luôn mạnh khỏe, người khỏe, máy khỏe, vì là anh Vương Vũ cũng có tuổi rồi, và nhưng mà rất là yêu thích máy, đó là một điều rất là tuyệt vời. ABC, anh Mạnh ơi, em học thì sách đây là ba đô là đến cái gì? DTT là cái gì? Điểm chết trên này à? 3 độ à? 3 độ, 3 độ à? Có nghĩa là có những cái người ta quy định từ từ Mạnh xin lỗi, lúc nãy Mạnh cứ nói 7 độ nhưng mà đúng, bạn nói đúng là người ta quy định từ 3 đến 8 độ, 3 đến 8 độ, tùy tùy từng loại máy, tùy từng loại máy nha, tùy từng loại máy, to nhỏ, động cơ to nhỏ khác nhau. Rồi 3 đến 8 độ, hoặc là hay là 2 đến 8 độ gì đó trong cái khoảng đó nha. Cảm ơn bạn đã nhắc và góp ý. Rồi xin chào Thái Anh. Ôi hôm nay Thái Anh, cảm ơn Thái Anh rất là nhiều. Chào anh ạ, cho hỏi sao máy gặt DC70 lúc em lùi xong các thước bên phải lúc dụng khô nó kêu cục cục như là ở xích, là vì sao? Như là ở xích kia hả? Nhiều khả năng là nhiều khả năng thôi, lùi cắt hướng, nhiều khả năng là bị nhảy hướng, đang bị tình trạng nhảy hướng nhẹ. Thì hy vọng là mạnh, đó là mạnh đoán cái trường hợp xấu nhất thôi, còn cũng có thể xích trùng, xích trùng cũng có thể là xích trùng, nên là và bánh sao nó mòn một phía mà đảo sao rồi, nên là cái hướng lùi nó bị trượt. Hy vọng là như thế Thái Anh nhé. Hoặc là hướng mòn mà đã đảo rồi kiểu thế. Rồi xin chào anh Bế Thị Diệu. DC70 bị ra lúa chỗ thùng dầu với hộp sọ khoan bui, hộp sọ khoan bui xử lý sao anh? Cái đó thì chỉ có thể là ở thùng ấy thì nó bị rách bản, ở chỗ thùng dầu nó bị rách bản là thứ nhất. Thứ hai là chỗ hộp sọ khoan bui ấy, thì nó bị ở cái đáy của cái hộp khoan ấy, là nó là cái đĩa xoay để ngăn lúa rơi xuống. Thế nhưng cái đĩa nó mòn, hoặc là cái ống của cái khoan nó bị méo, hoặc nó mòn nó méo thì nó rộng quá thì cái hạt lúa nó rơi qua cái khe hở đó. Anh ngước nhìn từ dưới lên, nhìn từ dưới lên cái khoan đứng ấy, khoan bui đứng ấy. Đó, anh nhìn từ dưới này xem là nó có cái khe hở của cái đĩa nó có to quá không? Anh gò lại, hoặc là anh làm gì đó cho nó khít khít rồi nha, rồi nó vẫn còn phải quay nữa thì nó sẽ được. Cái gì đây? Huỳnh Nguyễn Văn, máy em đã lên cốt. À, lên cốt ven máy một cốt một hay là máy một? Rồi cốt một đi, cốt một máy một đi, và ghép một lá ven của máy khác sang do không có ven lên cốt nhưng khi dùng nó hay ăn ven là sao anh? Nhớt nhau vẫn bơm đầy đủ, nó hay ăn ven hả? Thì cái này mạnh không, cái này mình nghĩ là bạn nên nghiên cứu lại kỹ hơn, bởi vì là nó không tương thích thì nó ăn thôi, nó không tương thích cái tiêu chuẩn của nó thì nó ăn thôi, vì là thay giữa máy này với máy kia nó bị lệch rồi thì nó sẽ ăn, hoặc là phải cân lại cái trục cơ nữa, xem trục cơ có bị đảo không, có bị đảo trục cơ mà đảo nhiều thì cũng bị ăn nhé. Xin chào Tuấn Bùi, chú Mạnh cho anh hỏi thay dầu cầu trước của 6410 thì loại dầu nào? Đúng loại luôn, loại dầu thủy lực 2 gác. Dầu thủy lực 2 gác này cho cả hộp số và cầu trước, hộp số thủy lực và cầu trước rất chuẩn, đúng loại này luôn. Máy cầy thì chỉ có 2 loại thôi, một là loại nhất động cơ, hai là nhất thủy lực cho cầu trước cầu sau đó, và cho trục xới luôn, hộp số xới luôn kiểu thế. Anh Tuấn Bùi nhá.
Xin chào Na Hàng Tư Đẹp. Anh ơi, bơm thủy lực Kubota có lắp cho Gian Ma được không? Tất nhiên là máy gì, nhưng mà thường là nó không vừa đâu. Mạnh thấy rồi, thường là không vừa đâu. Của nào thì lắp cái đấy thôi, nó không vừa đâu. Kích thước rồi mọi thứ nó không vừa đâu bạn nhé. Còn nguyên lý nó giống nhau nhưng mà không vừa. Chế chấm mất công lắm. AC AECC, em cảm ơn lời tư vấn nhiệt tình của anh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và xin phép anh em là mình cũng xin phép được dừng các cái câu đọc các câu hỏi ở đây, bởi vì thời gian cũng đã đến hồi cuối cùng. Thế nhưng mà mình cũng xin phép đọc những người đã nhắn tin bình luận, để mọi người biết là mọi người nhắn tin bình luận thế là được rồi, được lên rồi. Nhưng mà mình cũng xin phép đọc những người đã nhắn thôi. Là Trình Danh, Trình Danh hỏi là muốn mua phụ tùng Gian Ma bên anh em phải làm sao. Bạn có thể truy cập website kỹ thuật máy.vn, kỹ thuật máy.vn, trên đó này Kubota, Gian Ma, Zodiac là đầy đủ bạn nhé. Hoặc là truy cập website Gian Ma, phụ tùng Gian Ma.vn. Gian Ma của độ này cũng dễ lắm, có website phụ tùng Gian Ma.vn, đặt hàng về nhà luôn, rất là nhanh, rất là dễ. Phụ tùng mà đó, máy cắt dàn máy 2850, lên website phụ tùng Gian Ma.vn, phụ tùng và chữ Gian Ma ấy .vn là đặt hàng về đến tận nhà rồi. Phương, xin chào Phương, Đặng Thị Toàn, Trần Văn, cảm ơn Phương Đặng Thị rất là nhiều. Toàn, Trần Văn, Phi Nam, chào anh Phi Nam, xin chào anh Đình Văn Vũ, Hiệp Đông Bắc, Hoa Ngô, Vinh Hùng Trần. Có một số, có vài câu hỏi thôi, mình có thói quen nhiều câu hỏi quá nhưng mà mình sẽ trả lời thêm một số anh em nữa cho, để cho anh em đỡ đã mất công bình luận rồi. Và cũng có ít. Xin chào Vinh Hương Trần, anh mạnh máy DC70 cũ khi đề động cơ mà chậm nổ, bình ắc quy mới, cốc đề mới, dây mát đã đấu thêm, làm cách nào nhanh nổ hơn. Nhưng mà anh vẫn chưa nói cho em là đề nó có quay nhanh không, nó có quay nhanh không. Nếu như mà quay nhanh, nếu như mà quay nhanh thì em nghĩ là anh phải xem lại cái hệ thống bơm quá áp kim phun, nó đang bị thiếu dầu ở chỗ nào đó, hoặc là nó đang bị nghẹt cái thước bơm quá áp, nó không mở ngay được. Đề một cái là nó không mở dầu to, nó không mở nhiều dầu được. Bởi vì khi đề là mình phải, nó phải mở nhiều dầu thì nó mới ăn ngay được. Nên là mọi người thấy là khi mà đề á, đề quá đầu tiên á, khói đen nó là một cục, đó là cái bơm quá áp nó mở nhiều dầu, còn nó mở ít dầu thì rất khó nổ cái thước bơm quá áp ấy anh nhá. Xin chào Hoa Ngô, mấy người mình hỏi máy cày tay ga, xin lỗi, máy cày của mình cày tay ga khi đạp dưới côn cho chạy chậm chậm, tránh sốc thì thi thoảng nó kêu kẹt kẹt, nhả côn là hết, có phải một côn không? Ôi anh làm thế thì nhanh hỏng côn lắm. Kẹt kẹt ấy là cái nhiều khi có thể là cái bi thì côn của anh ấy với cả côn nó kiểu như nó cảm giác nó cháy, nó nóng anh nhá, không nên làm như thế. Làm đá đạp côn là phải dứt khoát, không được già nhiều. Già nhiều thì tốc độ nhỏ thôi thì nên già. Ở Hiệp Đông Bắc, cầu trước có bị mòn bạc thì xử lý thế nào? Thì đóng bạc ra thay bạc khác. Chỉ có thế thôi, chả có cách gì. Hiệp Đông Bắc nhá, thật đấy, đóng bạc ra thay bạc khác. Đúng là câu trả lời cuối cùng là như vậy. Vì cái gối cầu trước nó có bạc, phải thay. Đinh Văn Vũ, anh Đinh Văn Vũ, anh Phi Nam, Toàn, Trần Văn. Anh Mạnh ơi, cho em hỏi một tí. Máy em 2402DT, hai cầu không có trợ lực lái, giờ em muốn thay bộ bơm để có trợ lực lái được không? Cũng được, thay cái bơm với lắp hệ thống trợ lực vào, thay cái bơm đôi. Phương Đăng Thị, cảm ơn Phương Đăng Thị rất là nhiều. Về cái gì cũng biết thì mạnh không dám nói đâu, nhưng mà cứ nói quanh quanh cái hệ thống máy móc là một, máy nông nghiệp, đặc biệt là máy nông nghiệp thì mạnh cũng có nhiều cái để có thể nói chuyện được với mọi người. Và bởi vì cũng trải qua rất là nhiều các cái
ngành cái công việc trong cái ngành máy nông nghiệp, kể cả từ này sửa chữa này, phụ tùng này, từ đâu đó cũng đã làm trong cái hệ thống thiết kế máy rồi khuôn mẫu rồi sửa máy công trình, máy xây dựng, máy nông nghiệp này. Rồi đi cày đi cấy đi gặt là mảnh đá chinh chiến thật sự chứ không phải là làm nhằng nhằng đâu, cày đi cấy đi gặt làm dịch vụ chiến đấu thật sự, nên là mảnh cũng vì cái đó nên là cũng bôn ba cũng nhiều thứ, nên là đâu đó cũng và cũng quan trọng là có rất nhiều tài liệu có rất nhiều sách tài liệu quý cũng thích như thế, thích đọc sách, thích tìm hiểu tài liệu, rồi từ đó nó cảm thấy là cũng có một chút ít để nói chuyện với mọi người thôi, rồi cũng tư vấn cho mọi người được chút nào hay chút đấy, và biết cái gì thì nói. Xin phép là và hy vọng là những cái tư vấn của mình có thể giúp được cho mọi người một chút nào đó, và đó là những tư vấn thật sự mình biết thì mình nói, còn không biết thì cũng không dám nói. Thế nên là mọi người cứ đâu đó cứ mạnh dạn lên lấy cái những cái tư vấn của mình đấy để cân nhắc thật sự trên thực tế cái máy của mình, để làm sao đó tự sửa được cái máy của anh em, đó là một điều rất là mong muốn của mình, chứ không phải là nói cả ngồi cả tiếng nói rồi nó hà hới là không không không, mình không cần thiết cái việc là cứ nói bù loa xong rồi nó chả giải quyết được, nó không cần thiết đó. Và rất là mong anh em là hãy dùng những cái tư vấn đó để có thể cân nhắc lại những cái câu chuyện của mình, những cái băn khoăn của mình, để làm sao đó sử dụng cái máy tốt hơn, hiệu quả hơn, mang lại thu nhập cao hơn, và đặc biệt là khiến cho cái máy nó bền lâu hơn, để đồng hành cùng nhau trong cái câu chuyện cơ giới hóa nông nghiệp. Và cuối cùng xin chúc cho mọi người khi mà làm việc ấy, thì máy móc xuôi soát và người khỏe, máy khỏe, máy có khỏe thì người mới khỏe được, cái máy mà nó ốm thì người ốm theo. Và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.